Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ông Trump sẽ là người kiến tạo hòa bình Ukraine. Thủ tướng Hungary tới dinh thự Magalago gặp cựu Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận về hòa bình Ukraine. Người phát ngôn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, đây là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình thực hiện sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng. Nội dung thảo luận là về khả năng hòa bình. Người phát ngôn của ông cho hay, Thủ tướng Hungary sau đó đăng lên mạng xã hội X ảnh chụp cùng ông Trump kèm chú thích chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp kiến tạo hòa bình, tin tốt trong ngày ông Trump sẽ làm được. Đáp lại, cựu tổng thống Trump cũng đăng bài trên Xososo gửi lời cảm ơn đến thủ tướng Hungary và nhấn mạnh phải nhanh chóng đạt được hòa bình cho xung đột Ukraine. Magalago là điểm dừng chân mới nhất của Thủ tướng Hungary trong hành trình của ông gọi là sứ mệnh hòa bình nhằm tạo ra hướng giải quyết xung đột của Nga và Ukraine. Sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU, ông Obama đã tới Kyiv, Moscow và Bắc Kinh để thảo luận về nỗ lực này, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể. Cựu Tổng thống Trump cũng nhiều lần tuyên bố ông có cách giải quyết cuộc chiến Ukraine trong 24 giờ nếu tái đắc cử, nhưng chưa nêu chi tiết. Ký từng bày tỏ lo ngại nếu đắc cử, ông Trump có thể sử dụng gói viện trợ vũ khí làm công cụ gây sức ép buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Tôi sẽ nói một số điều nhất định với từng người, những điều mà tôi không thể tiết lộ với cả thế giới. Đó là lý do tôi không thể nói gì thêm. Ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3. Điện Kremlin từng bày tỏ hoài nghi về những phát biểu của Trump, nói rằng hai bên không có liên lạc nào về vấn đề này và không có phương án nào cho phép kết thúc xung đột Ukraine trong 24 giờ như ông đã tuyên bố. Thủ tướng Obama có quan hệ tốt với ông Trump và hai người đã gặp mặt hồi tháng 3. Ông Obama từng đang thông điệp cổ vũ ông Trump tiếp tục chiến đấu sau khi cựu tổng thống Mỹ vướng lùm xùm pháp lý từ năm ngoái. Thủ tướng Obama hồi tháng 3 tuyên bố nếu ông Trump tái đắc cử, đó sẽ là cơ hội nghiêm túc duy nhất để chấm dứt xung đột Ukraine.